Hello, xin chào tất cả các bạn. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel game offline của mình đó. Video này thì chúng ta sẽ chơi tiếp tục cái game A Survival. Và trong tập này thì các bạn xem cái bộ giáp vàng của mình đẹp ghê không? Mình vừa mới tìm được á. Đây là cái bộ giáp nằm trong cái bản mod Pandora các bạn. Mới nghiên cứu được. Đây để mình lấy ra cho các bạn xem ha. Cái bộ giáp này thì nó mạnh cũng ngang ngửa với bộ giáp Manticore trong cái bản bản mod MyTH á. Đây nè, Pandora này các bạn thấy không? Rồi cái bộ giáp của nó nè. Đó. Đây 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 đây. Nè, đây là trọn bộ bộ giáp của nó đó. Với mà nó có cái khiên bằng vàng luôn nè. Đó các bạn thấy không? Cái khiên có cái biểu tượng Manticore ha. Đây, đây là nguyên bộ hoàn chỉnh của mình. Nhìn ngầu ngầu ghê luôn. Ngầu vãi vãi tèo. Được rồi, tập này thì mình sẽ chơi tiếp cái game Survival. Tuy nhiên là trong tập này thì chắc là mình không có đi bắt boss tiếp, mà mình sẽ dẫn chuyển cái đội quân của mình qua bên cái khu Riddle bên kia các bạn. Qua bên cái đảo Riddle mà có mấy cái con Vivian Riddle á. Tại vì bên đó nó đỡ lắc hơn bên đây. Bên đây lắc quá trời lắc rồi. Mình sẽ teleport qua bên đó. Ở đây thì mình vừa mới tìm được cái bàn. Nè, cái mod teleport nè. Chết bà rồi, bể luôn rồi, vãi tèo. Chết rồi, bể luôn rồi. Thôi xong rồi. Chỗ cái kiếm mình quýnh vô nó bể các bạn. Đây, đây là cái mod teleport ha. Mình cài vô teleport bát. Đây. Có cái mod này thì nó giúp cho chúng ta là di chuyển mấy con khủng long á, nó dễ hơn. Rồi, mình chỉnh cho nó cái size nó rộng ra ha. Giờ đi nào. Lúc đầu á là mình dự định là sẽ cưỡi cái con bò cạp này của mình nè. Cái con bò cạp này ha. Rồi xong rồi kêu gọi mấy con này nó đi theo. Đó, nó đi theo mình. Tuy nhiên là cái cách này không có ổn các bạn ơi. Các bạn biết sao không ổn không? Tại vì mấy con này nó đi theo nó cản đường mình hoài à, với mà cái khả năng bị lạc á, rất là cao. Đó là lý do mình ra mình tìm được cái mod teleport này nè. Đấy. Cái mod này cũng ảo vãi chưởng luôn. Đó là cái con khủng long chà bá đúng không? Nó bự hơn cái tấm thảm này nhưng mà nó vẫn có thể là dịch chuyển qua được. Đây để mình dịch chuyển thử cho các bạn xem á. Trời ơi các bạn thấy cái con bồ cạp của mình nó bự không? Chà bá luôn. Rồi. Đây nè, cái vị trí của mình dự định là mình xây dựng cái công viên khủng long của mình đó là bên đây nè. Bên đây là bao đẹp luôn á. Đây đây, giờ thì mình sẽ dịch chuyển qua đó. Đó, nó sẽ dịch chuyển mình qua đó ha. Đấy. Thấy ảo ghê chưa? Ở đây thì mình dịch chuyển được ba con rồi nè. Đó con chó sói với mặt cái con rồng này của mình. Rồi bây giờ là tiếp tục là cái con bò cạp. Cái con bò cạp. Bò cạp mà mình hay kêu bằng bò cạp phải không anh? À, thấy đẹp ghê chưa? Bây giờ thì tạm thời mình sẽ để cái khiên này xuống đây với cây kiếm. Đấy. Mình bỏ cây kiếm luôn đi. Sao cây kiếm mà nó cứ cầm theo hoài ta? Bỏ rồi mà. Rồi, đang cho các bạn nhìn góc nhìn thứ nhất cho nó đẹp. Thấy không? Thấy đẹp ghê không? Wow, bên đây là các bạn nhìn cái đồ họa là bao đẹp luôn á. Nhưng mà ở đây thì mình cho các bạn xem cái nhà. Đây đây là cái lâu đài ha. Cái lâu đài trong cái bản MyTH á, bản mod á. Bao đẹp luôn. Mình vừa mới tạo ra hồi nãy á. Không, thấy đẹp không? Thì cái lâu đài này nó cũng dễ tạo lắm. Nó nguyên si nó là một cái item thôi. Đây mình mở cái mod lên cho các bạn xem ha. Bởi vì mình cảm giác là cái bản mod MyTH này nó bá đạo thiệt. Chùm chùm vãi luôn. Đây nè, nó nằm trong này nè. Tét. Nè. Thấy không? Chúng ta chỉ cần tạo ra được cái item này là chúng ta sẽ có được nguyên cái lâu đài. Thấy không? Mình sẽ xây dựng một đế chế game offline ở đây ha. Với tất cả những loại khủng long luôn. Những loại rồng, những loại cá sấu, cá mập gì mình sẽ làm ở dưới này hết. Tại vì các bạn thấy không? Cái map này nó quá đẹp đi, nhưng mà bên đây nó không có bị lắc nữa. Nhưng mà cái khu này thì nó gần nước nữa nè. Tha hồ cho chúng ta siêu tập những cái con khủng long xịn đó. Đó, chỉ cần xây vậy thôi là chúng ta sẽ có được cái lâu đài ha.
Không, mình xây hai cái luôn để dành cho mà em nào yêu thích vô đây ở. Mình chơi được hai cái luôn mà. Rồi, rồi bây giờ mình sẽ tay lại bọt bên kia để dẫn thêm mấy con kia. Ở khu bên đây thì mấy con Viven Beetle một đống luôn á. Nè. Đó các bạn thấy chưa? Bao đẹp á. Nó đủ màu hết trơn luôn, nó bay khắp khắp bầu trời luôn, nè. Để từ từ đi mình hốt hết về cho các bạn xem. Bây giờ thì chúng ta sẽ di chuyển tiếp. Cái phần dịch chuyển từ bên kia qua bên đây thì nó rất là nhanh, nhưng mà từ bên đây mà qua bên kia á, nó lâu như trâu, nó lắc. Đó. Đó các bạn thấy không, mình vừa dịch chuyển. Đấy, nó phải đơ hơi hơi gì đó. Đợi khoảng chừng 30 giây nó mới lót qua bên kia được. Ôi, nhanh vậy. Như vậy là cũng khá nhanh á. Để coi coi mình sẽ đem tiếp cái con gì đây. Mình đem cái con chó sói lửa này đi. Không biết là cái con chó sói lửa này di chuyển qua được không nữa. Thấy nó quá trời quá khổ rồi. Nó quá trời bự so với cái miếng telebot này. Cái này mình kêu tắt bằng cái thang máy đi các bạn. Cho nên nó chà bá gì không biết đưa dịch chuyển qua được không nữa. Thấy game này cũng ảo ảo hơi. Rồi giờ chúng ta telebot vào đó ha. Wow. Đúng là cái game này ảo thiệt ơi. Rồi qua đây đi em. Rồi, mình sẽ sắp xếp cho cái bầy này nó xa xa một chút. Tại vì mình sợ gần gần đó hồi dịch chuyển qua lại nó lắc nữa là xong phim luôn. Rồi xong rồi. Đó các bạn thấy chưa? Đây bay một vòng cho các bạn xem ha. Đấy, chừng nữa ở bên cái khu này nè. Trời ơi các bạn thấy cái đồ họa đẹp không? Để coi coi. Ý là ở đây á là mình để cái chất lượng nó chỉ có 2 thôi đó. Nếu mà chỉnh lên epic nữa là nó đẹp nữa. Tuy nhiên là mình tạm thời bây giờ thì dịch chuyển qua lại thì mình chỉ để 2 thôi á. Chờ nào xong hết đi mình sẽ chỉnh lại epic cho các bạn xem. Nhưng mà các bạn thấy không? Ý là đồ họa 2 thôi mà nhìn nó sáng nó đẹp ghê chưa? Bao đẹp luôn. Kìa nó tấn công mình kìa. Cái con Riddle này nó mấy con gồng nó chán sống à. Dám vô cái địa bàn của mình mà nó chơi. Nhưng mà đúng là chơi gì hơi mất công hả các bạn. Khổ vãi chưởng. Ta lại một không đi thang máy mà. Nhưng mà dù sao thì nó cũng đỡ hơn cái phần mà chúng ta di chuyển nguyên một đám. Trời ơi cấp nãy mình di chuyển thử nguyên một đám á. Nó lắc như đời tới vậy. Nhưng mà nó gì nè, nó bị lạc nữa. Mình phải khôi phục cái sale lại mới dẫn hết cái tụi này đi được. Chà, không biết là cái con Riffin này đi được không ta. Con Riffin này qua được là cũng bao ảo luôn. Ảo vải tèo luôn chứ không phải là ảo dừa nữa. Không, đúng là cái game này ảo đi ông ơi. Cái thang máy này là thang máy giống như là cái không thể nào diễn tả được. Như quỷ gì. Nhưng mà qua đây đỡ lắc quá. Thiệt luôn á. Trời ơi, quạt nhẹ cái 2 tỷ mấy rồi các bạn thấy ghê không? Rồi đi vô đây, vô đây. Tụi mày trong này tụi mày làm lạc hết. Đó, bạn thấy chưa? Chừng nữa thì bên đây mình sẽ xây dựng nguyên một cái công viên khủng long thiệt là đẹp luôn ha. Cho các bạn tha hồ vào đây tham quan. Dưới này có nước rồi nữa nè. Chừng nữa bắt mấy con thủy quái về để ở đây luôn. Rồi bắt thêm mấy con cá sấu nữa. Tại vì có nhiều em thích mấy con cá sấu á. Mình sẽ để dưới này. Còn phía xa xa đằng kia mình sẽ xây dựng nguyên một cái pháo đài luôn. Để dành làm nơi, không phải kêu bằng pháo đài mà nguyên cái đấu trường á. Để dành cho mấy con boss của mình ở solo á.
Tập này thì chắc là phải đi vận chuyển về thôi các bạn ơi. Nó hơi mất thời gian. Nhưng mà phải vận chuyển mới được. Rồi mình mới đi tìm boss tiếp cho các bạn xem được. Để coi coi. Vận chuyển thêm con nữa đi. Rồi mình đi tìm boss luôn ha. Mình đảo một vòng trên cái hòn đảo này thử có boss gì xịn xịn không. Rồi bắt cho các bạn xem. Có nhiều bạn nhắn tin với mình là kêu là mình chuyển qua cái map The Island cũ các bạn. Chơi cho nó đỡ lắc. Nhưng mà mình cũng chả muốn đâu. Tại vì map kia chơi phê rồi. Chỉ có cái map này nó ra nhiều quái á. Nhiều quái xịn quá trời xịn luôn. Có những con quái mà các bạn chưa bao giờ gặp luôn á. Nghĩa là trong cái map này còn rất là nhiều thứ để cho chúng ta khám phá. Đấy. Đưa nguyên con Manticore. Mình sẽ đưa nguyên con Manticore này qua kia luôn. Rồi xong rồi đi khám phá à. Từ từ rồi chúng ta sẽ đi ấy tiếp. Trời ơi, ỉa nữa nè. Siêu chiến binh gì đâu, toàn ỉa trong quần không. Rồi, qua đây. Hay quá. Hay quá. Thì nữa là mình sẽ dọn dẹp mấy cái cây này ha. Mấy cái cây dừa này cho nó chống chỗ. Rồi. Fly. Bỏ cái nhà này đi ha các bạn. Tại vì cái nhà này nó bỏ cái nhà này đi. Rồi. Tại vì nó che cái ánh sáng á. Nhìn cái mát của mình nó không đẹp lắm. Để cái được đi. Mấy cái nhà này thì chừng nữa mình sẽ để mấy cái bàn chế tạo ở trong cái nhà này. Với mà để coi coi mình sẽ cưỡi cái con rồng tàng hình. Ủa cái con rồng tàng hình rau câu của mình nó mất tiêu rồi. À trời ơi nó bên đây nè các bạn thấy không. Đây nó đây. Mình sẽ bay vòng vòng khám phá thử các bạn. Hy vọng là ở đây gặp con boss. Trời ơi mấy con Viven Rít Hộ ở đây một đống luôn kìa. Nè các bạn thấy không? Một con màu xanh nè. Đấy các bạn thấy màu xanh nó đẹp không? Bữa có em kia chỉ mình cái cách bắt cái con này là chúng ta đúc mấy cái đá, mấy cái gì nè, mấy cái đá quý mà khai thác á. Mấy cái đá quý này nè. Nó chúng ta đập, đập nó sẽ ra một cái loại đá quý á. Rồi chúng ta cho nó ăn thì sẽ bắt được nó. Mình không biết là được không nữa, chưa thử. Nói chung là chưa thử. Nhưng mà bây giờ cũng làm biến thử. Đi tìm mấy boss cho nó phê à. Hy vọng là trên đảo này có boss. Lâu lắm rồi mới gặp lại mấy cái con Pteranodon các bạn. Này con Rim nè. Con Rim này hồi thời mà chơi chung với em xì chung với em Bình ở máy mát kia là thấy nó bá đạo lắm nè. Nhưng mà bây giờ mấy em kia giờ chơi không có được nữa. Có nhiều bạn kêu là anh ơi chơi chung với xì chung với em Bình á. Nhưng mà bây giờ mấy cái này các bạn thấy gì chứ đồ quả nặng lắm. Chơi chung không có được, nó lắc dữ lắm. Ý là máy mình cũng khủng khủng mà chơi còn muốn không nổi nữa các bạn thấy không. Chỉ có thể là co-op với mấy cái game kia thôi. Để mình đảo vòng thôi, khu vực này có boss không ha. Ôi ôi, nguyên một con nguyên một con khủng long gai màu đỏ. Đỏ chét. Wow. Ở đây là một cái con Vessel, Alpha Vessel nè các bạn thấy không. Mình đảo vòng vòng, không lẽ trên đây nguyên cái khu vực to lớn vậy, không lẽ không có boss ta. Nguyên khu vực gì đẹp gì mà không có boss ta. Đây 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 có con gì đây. Quay 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 có con gì nè các bạn ơi. Trời ơi. Một con Tetero.
Máu nó nhiêu vậy? 245 triệu. Đây đây các bạn thấy một con Tetero không? Hình như là mình gấp nó không được các bạn ơi, mình gấp nó không được. Con Tetero này mình gấp không được ha. Ngầu ghê chưa? Đây để mình xuống mình cho các bạn xem á. Wow. Trời ơi nhìn nó y gan là Iron Man luôn ơi. Thấy đẹp ghê chưa? Cái con này thì chắc nó ăn cái loại food này quá. Đây, cái loại này. Ủa? Nó không ăn cái thứ này luôn các bạn ơi. Sao kỳ vậy? À, nó ăn cái loại đặc biệt này nè. Ghê chưa? Mình tem được nó luôn rồi nè. Wow. Cởi được luôn. Khỏi cần yên ha. Trời ơi các bạn nhìn nè, ý là ở chất lượng 2 thôi đó, đồ quả 2 thôi mà các bạn thấy nó đẹp không? Cái này mà tăng lên epic một phát, để mình tăng lên epic thử cho các bạn xem á. Là phê luôn. Phê lòi. Cái này đó là phê lòi. Giờ này mình đau hỏng quá thiệt luôn. Do là hồi tối mình thức khuya mình làm tới 3 tập The Forest á. Mình thấy là giờ này mình nói nó không nổi, nhưng mà ráng làm tại vì có nhiều em yêu thích ARK mà mình phải làm. Mà đúng là giờ này nói không nổi thiệt, đau hỏng quá. Wow, các bạn thấy chỉnh lên epic thấy đẹp ghê không? Mà cái phần này thì nó đứng ở góc độ này chụp hình không đẹp. Mình qua đây mình chụp một cái tấm hình nữa mình post lên. Mình post lên Facebook cho bạn xem á. Đấy, bạn thấy đẹp ghê không? Có thể là do cái thời tiết ở đây trời về chiều rồi. Đó. Ngầu ghê ta, y gan là mấy con robot đồ chơi các bạn. Đấy, mình chụp lại một cái tấm hình. Siêu tầm ảnh á. Mình có nguyên một cái bộ siêu tập ảnh ARK luôn á. Mấy con thú này nè. Bạn nào yêu thích thì nữa bình luận ở phía dưới đây. Mình sẽ up lên các bạn nguyên cái bộ ảnh này ha. Chúng ta để mấy cái bộ ảnh này làm ảnh nền của gì nè, desktop hoặc là của điện thoại á. Mình cũng rất là hay làm mấy cái kiểu gì, tại vì mình mà fan cuồng mà. Làm chơi mấy cái kiểu siêu tầm á, cũng im im lắm. Mình có nguyên một kho luôn, tại vì mình chơi game này mình gặp con nào lạ lạ là mình chụp lại. Thôi tạm thời để nó đây đi ha, mình sẽ bay vòng vòng đi tìm mod tiếp. Hy vọng là gặp cái con nào bá bá ở trên đây đang bắt cho các bạn xem. Ôi ô, mấy con Rittle Viven bên đây một đống luôn nè các bạn thấy không? Nè, đẹp không? Chết ngắt. Ác gì châu. Không lẽ khu này không có boss gì cho ta? Ở bên khu này yên bình quá ha. Trời ơi lâu hết sức lâu rồi mới đập cái con đô to. Rồi khu này yên bình quá các bạn ơi. Mà đúng là bên đây nó đẹp. Nó không lắc. À, dưới này có một con Tero nữa nè. Tero robot. Cái con kia hồi nãy nó kêu bằng test, còn con này kêu bằng robot các bạn. Nhớ phân biệt nha. Mình bây giờ mình bay vòng vòng rồi nè. Ây qua chết bà rồi, để chế độ epic. Để chế độ epic bay thế nào họ nó cũng văng à. Mình để ý cái game này rồi, giống như là cái máy của mình nó load epic không nổi á. Giờ chúng ta bay từ từ thôi. Đây khu vực này có cá sấu. Đấy các bạn thấy tăng lên epic thì nhìn nó đẹp ghê không? Phê phê luôn. Trời ơi. Trời 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 trời. Phan các bạn ơi, có kìa. Cái gì đây? Trời ơi, một con tét, con khủng long gì mà màu vàng ché gì? Vàng 4 số 9 kìa. Nhưng mà máu của nó có 10.000 á. Còn bên đây có con gì nữa nè? Mini Titan. Máu 80 triệu. Rồi một con mini Titan bé xíu luôn. Thấy ghê chưa? Đấy.
khu vực bên đây bắt đầu có boss rồi đó, các bạn thấy không? Boss khủng không chứ không phải boss thường nữa ơi. 80 triệu. Được rồi. Lại tan vào nào. Đẹp quá ha, các bạn thấy con khủng long đó không? Nó có cái viền màu tím nữa kìa. Nè, nó có cái viền ánh sáng tím ở xung quanh nữa nè. Vãi chưởng chưa? Hay đẹp vãi chưởng chưa? Rồi mình sẽ cho bắt con này trước. Trời ơi, con này chơi vàng 4 số 9 giác lên người. Được rồi, bắt nó được rồi. Cái này tên là gì đây? Kamesaurus. Đây ghê chưa? Con này là con Kamesaurus đấy các bạn. Test Kamesaurus. Wow. Trời ơi, sao mày giàu có ghê vậy? Con này mới gọi là khủng long con nhà giàu nè các bạn. Cái con khủng long này thường là ở bên mát sa mạc mới có ha. Bây giờ mình sẽ dẫn nó ra ngoài này cho các bạn quan sát kỹ. Trời ơi, nguyên cái bộ da của nó làm bằng vàng 4 số 9. Đội cái mão nữa kìa. Các bạn nghĩ đi. Cái con này mà ha, lấy gì nè, lấy dao mà lóc hết trơn mấy cái lớp vàng nó, bán ra đổi ra tiền là khỏi làm YouTuber luôn. Mình khỏi làm YouTuber luôn. Nhìn nó vàng kìa, vàng cháy như vậy ghê thiệt chứ. Khủng long con nhà giàu ơi. Đây coi coi cái con này là mình chả biết là nó phải cởi cái yên gì nữa. Test K. À có cái yên nè các bạn ơi, cái yên này chắc là có thể là chế được. Nhưng mà chắc là phiên bản này chắc là mình không chế rồi. Đấy. Wow. Ghê chưa? Wow. Bê chưa? Phan. Mình đi xa quá, hồi lạc con rồng mình là hết đường về luôn. Con rồng mình đâu rồi? Trời ơi, tướng nó đi yếu điệu vãi tèo. Nhưng mà đẹp quá. Ghê thiệt chứ. Trời ơi, con này các bạn muốn có một con để nuôi không? Lột yên ra đi. Lột yên ra đi, mình muốn chụp nó là một cái con khủng long không có yên ha, cho nó đẹp. Trời ơi, đẹp. Hay. Chói chưa? Chói chưa? Trời ơi, giác vàng á. Con này phải không phải kêu bằng con nhà giàu các bạn ơi, phải gọi là đại gia chịu chơi. Như siêu xe giác vàng ở bên Dubai. Ngầu quá, phê quá. Mình chụp. Mình thích siêu tầm những cái bộ ảnh này. Thì nếu các bạn nào xin cái bộ ảnh này thì mình sẽ up lên trên Facebook cho các bạn tải về ha. Mình có nguyên một bộ luôn, tới mấy trăm ảnh luôn á. Đẹp đẹp không à. Về làm hình nền của desktop là phê phê luôn, khoe với mấy ông kia. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ gắn cái này vô. Phê chưa? Có mão bằng vàng nữa, phải tèo thì chứ. Nhìn phê thiệt. Tao cho mày thêm một bức nữa. Ủa? Ây da. Trời, nó sát bên nhà mình luôn kìa. Ui, nó sát bên nhà mình luôn các bạn ơi, đây nè. Trời ơi, vậy mà mình tưởng đâu cách xa chứ. Mình nãy giờ mình đảo một vòng là mình đảo tới nhà mình luôn rồi. Rồi con rít thổ kia của mình đâu rồi? Ủa con vi ven tàng hình. Rồi, nó mắc rồi, nhưng mà tạm thời trước tiên là mình sẽ bắt con này trước. Mình không biết nó ăn cái gì đây. Quá trời cái con mini này nó ấy rồi các bạn, con này chắc mình nghĩ là nó ăn cái gì này. Đấy, nó ăn cái gì màu hồng này hơn. Đứng em mini titan. Wow. Con này là mini titan đấy các bạn. Một con titan noto gì? Titanosauria. Mini titan. Đây nó có cái yên nữa nè. Yên platform, có nghĩa là cái yên chúng ta có thể là xây được cái nhà trên đó. Đó. Ngầu chưa? Wow. Ở vòng vòng cái khu vực cái
như là cái con khủng long này nó có cái hào quang các bạn thấy không, cũng như là nó đang kiểu tiến hóa mà chị. Còn quan trọng là cái con rồng của mình nó mất tiêu rồi trời. Con rồng màn hình của mình nó mất tiêu rồi các bạn ơi. Chắc là nó đôi vòng đây. Đi mời về nhà mời. Đi, về nhà. Vô. Rồi mình dẫn nó về nhà đi rồi mình bay đi kiếm cái con rồng kia ha. Sát bên luôn, biển đâu xa. Phải chịu ứng. Ngon rồi, mới đặt chân xuống hòn đảo này là bắt được khủng long thứ dữ rồi các bạn. Top. Ok, đứng đây đi em. Hốt được hai con khủng long mới nữa. Ghê chưa? Sướng. Con này là cái con chó sói của mình. Trời ơi, chói mắt quá. Mình chỉnh lên Epic nhưng mà mình quên bỏ cái tính năng này vì thế là nó chói quá. Đây, đỡ chói rồi. Con rồng tàng hình mình mới quăng đây nó đáp xuống là nó bay mất tiêu rồi quái tèo. Cái gì vậy trời, mới quăng nó xuống đây nó bay mất tiêu luôn rồi phải chưởng. À đây 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 nè các bạn thấy không, nó có mấy cái rital này nè nè. Mình nghĩ là mấy cái này là chắc là cho con rồng kia nó ăn á. Thôi đây mà anh bay nó mất tiêu rồi. À đây ảnh tàng hình cái gì khó khó tìm quá ha. Về em ơi, về về về, nó tàng hình vì thế là cái là khó tìm nè. Nào con rồi, vừa có nhà đẹp mà vừa có khủng long mới nữa. Em chưa, mình nghĩ là trong cái bản game này còn rất là nhiều khủng long á, tha hồ cho chúng ta khám phá nhưng mà chúng ta bắt. Nhưng mà mình chuyển qua bên đây thì nó bớt lắc rồi. Đá xuống em. Từ đi rồi mình khám phá tiếp cho bạn xem. Đáp xuống, đáp xuống. Nó bay trên trời các bạn thấy không? Một lát nữa không để ý, không để ý là nó đáp xuống là mất tiêu luôn. Quỷ nữa nè. Thôi mình chỉnh slow mo luôn. Cho nó qua cái này biết. Đó, mới nói thật thì vừa mới nói luôn. Rồi nó bay nó đáp xuống chỗ nào rồi. Mình muốn chụp lại thêm tấm nữa. Mòn quỷ đó nó bay nó mất tiêu rồi chết lượng. Nó đáp nó cũng đáp ảo ảo lắm. Nó đáp xa xa. Kiểu như là không được sự quản lý của mình đi. À nó không biết nó đáp đâu rồi. Thôi kệ đó đi. Mình ghét con đó quá. Con này thì nó bay hơi chậm. Mình sẽ tăng mát tốc lực lên. Đi nào. Mình muốn đi thêm một vòng nữa coi không biết có boss không. Nhưng mà sẵn test thử cái phần cái con rồng Viven Vít Hồ các bạn. Thử coi bắt bằng cái loại đá quý đó thử coi bắt được không á.
mà thấy cái quả của mắt này đẹp ghê á. Trời ơi, khu bên đây nó đẹp. Chừng nữa dưới cái phần biển đây nè, mình sẽ bắt thêm mấy con thủy quái đẹp đẹp nữa cho bạn xem. Nuôi nguyên một chuồng cá sấu luôn. Wow, khu này cũng đẹp quá. Đấy, cái map này còn nhiều nơi chúng ta chưa tới lắm. Tới lúc cần test thì không có gặp con nào chứ gì phải chưởng gì. Mát này quá chị Ngọc. Tới lúc cần test là đúng là kiếm một con không ra các bạn ơi, kiếm con đỏ con mắt. Cái rồng biết nó chuẩn bị bắt cái gì nó trốn hết luôn. Rồi, bay nhanh chắc hồi chết lỗi văng ra luôn á. Một con rô to. Bay nhanh chắc hồi danh ra khỏi game luôn quá, sao nghi ngờ quá. Đô đô cùa. Thôi khu vực này không có rồi các bạn ơi. Tôi bay vô chỗ kia rồi. Bên đây map đẹp mà ít khủng long quá ha. Ít boss quá. Ôi ôi, không có con nào luôn, vãi chưởng thật. Ở bên cái khu xa xa đằng kia có cái map sa mạc nữa kìa. Kìa các bạn thấy không? Đó, bên kia có cái đảo sa mạc nữa kìa. Nè, 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 bên đây nè. Trời ơi, nguyên cái lâu đài nè. Được rồi, tập sau mình sẽ qua bên đó mình khám phá luôn cho các bạn xem á. Bên đây còn quá nhiều thứ. Cái map này còn quá rộng để cho chúng ta khám phá. Thôi được rồi, mình không tìm được con Viven nào hết rồi các bạn ơi. Chắc là tạm dừng quá. Mình tạm dừng, mình đi ăn cơm mới được chứ mà uống thuốc mới được, đau họng quá. Không biết tối nay lai nổi không. Sợ tối nay lai không nổi quá. Thôi được rồi, bye bye tất cả các bạn ha. Tập sau đi mình sẽ đi khám phá tiếp chứ mà mình dẫn mấy con kia qua bên đây luôn. Map bên đây quá đẹp để cho chúng ta khám phá rồi. Mình tính xuống test cái con kia mà thôi đi, mình biến quá. Đau họng quá là do hồi tối mình làm gì nè, một lúc tới ba tập The Forest. À, tao thấy mày rồi, vừa chuẩn bị ngưng. Ây da, ây da, sao thả tao xuống nước mày, chơi xấu gì. Ôi lại đây, ôi lại anh chơi tự nhiên thả bộ. Mình vừa định thoát ra thì đập. Không, các bạn thấy không? Đôi khi từ bỏ nó cũng hay chứ mà không giỡn đâu. Đấy. Rồi. Đó. Trời ơi, một con Viven Rittle đẹp quá. Con này là thuộc hàng khủng nha. Đáp xuống đi bố. Bố mượn. Đây, mình sẽ cho nó ăn thử nha. À, nó ăn được nè. Y gian luôn bạn,
cái em kia chỉ mình đúng rồi ha, rồi nó bay rồi. Nhưng mà tem được có đâu quay lại bắn à, cho ăn mà cũng bắn nữa là có chuyện nha bộ. Làm gì mà nó bay hoài vậy ta, im ha. Ồ, nó bay lại đang ăn nữa nè, này biết điều ghê ta. Ồ, nó không chịu đói các bạn ơi. Thôi nhưng mà gì là mình đã biết cái cách rồi, bây giờ thì dễ lắm, phải cho nó ăn thức ăn theo kiểu kia, nhưng mà mình thông minh lắm nè. Ủa vãi tèo, mình tính bắn cho nó xỉu, đang cho nó ăn loại thuốc lem để chịu hồi cho nó tỉnh, ai ngờ đâu nó không chịu tỉnh. Đôi khi thông minh cũng bị thông minh hại các bạn. Chết mày đi, chết mày đi, tao chỉ test thôi, tao chặt cái đầu mày, tao chặt cái đầu mày, tao chặt cái đầu mày nhé, 9 triệu đam. Xui cho mày rồi, tao là giáo sư áp nhất trên thế giới. Thôi đi thôi, tạm dừng video này các bạn. Tập sau thì mình nghĩ là sẽ rất là hay á, tại vì mình sẽ tiếp tục đi khám phá tiếp mấy cái vùng đất mới cho bạn xem ha. Giờ đau họng quá, mình tạm nghỉ một chút mới được. Các bạn xem video nhớ like thật là nhiều vào các bạn, để đó là động lực, đó là với là dữ dội để mà mình làm thêm những cái video mới cho các bạn xem. Giờ thì tạm dừng thôi, tập sau mình sẽ đi tìm boss tiếp ha.